tôi là Đặng Thiên Phong, công việc hiện tại là một giảng viên đại học cũng như là một nhà văn của Hội Nhà văn Thành phố Hồ Chí Minh. Và khi được biết tới Hương Giang thì mình vỡ òa, bởi vì mình thấy phục. Không có gì hơn ngoài việc là gửi tặng đến bạn cuốn sách này, kèm với lời chúc đó là: cuộc đời ngoài kia dẫu có bão tố, chỉ cần trong lòng mình luôn luôn tin tưởng chắc chắn rằng mình sẽ dư đủ để mình có thể vượt qua tất cả những sóng gió. Chúc bạn may mắn, niềm vui và hạnh phúc. Và ngày hôm nay thì xin được thay mặt cho gia đình của em, cũng giống như là thầy Đặng Thiên Phong, sẽ gửi đến cho em một quyển sách. Hy vọng rằng đây sẽ là một cái nguồn động lực tri thức. Và bây giờ em có thể mở ra và đọc cho mọi người nghe thử nha. Đó là em nghĩ là mọi người sẽ đưa cho em một quyển sách bình thường, tại vì ở đây sách bình thường em cũng quý lắm rồi. Thì thưa quý vị, thoạt nhìn đây chỉ là một cái quyển sách bình thường, không có bất cứ một dòng chữ nào cả. Nhưng đây là quyển sách in chữ nổi dành cho người khiếm thị. Và đây là một trong những quyển sách cuối cùng của tác giả Đặng Thiên Phong và thị với lại Thúy Vân. Rất là khó khăn để mà có thể xin được quyển sách này để có thể tặng cho Giang. Và hy vọng rằng là với cái nguồn tri thức này, Giang sẽ luôn vững tin vào con đường của Giang nhé. Kính thưa quý vị, đôi lúc tri thức đối với lại chúng ta, ngoài việc chúng ta nhìn nhận bằng thị giác, chúng ta còn có thể cảm nhận bằng xúc giác. Và cho dù vậy, cho dù tầm nhìn của chúng ta có thể bị giới hạn, nhưng thì vẫn tin rằng chắc chắn tri thức luôn là kim chỉ nam dẫn lối cho con đường ta đi. Và Lương Thiện hy vọng rằng là với những thông điệp cũng như là câu chuyện của vị khách mời ngày hôm nay sẽ có thể truyền động lực đến cho tất cả quý vị. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.